Xin kính chào quý vị. Nãy mình đang có mặt ở đường Lê Thánh Tôn hướng về chợ Bến Thành, Sài Gòn. Sáng ngày 20 tháng 11, 2017, trời Sài Gòn đang chuyển mưa, chịu ảnh hưởng của cơn bão số 14 đó vậy. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày xưa là đường Công Lý đó, rồi phía trước là ngã tư với đường Nguyễn Trung Trực. Quẹo phải là lên gặp Dinh Độc Lập đó. Rồi đi chợ Bến Thành nữa vậy. Đây là đường Phan Bội Châu. Rồi đây là cửa đông chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành cổng trước cái gì bên phải là phở 2000. Bên phải là đường Trương Định, Nguyễn Thế Học. Thẳng qua đây là đường Lê Lai, phía trước vậy là khách sạn New World. Phạm Ngũ Lão vậy, bên phải là chợ đêm công viên 23 tháng 9 nè, chợ đêm ẩm thực mà đường hầm đó. Rồi mời quý vị vô khu Tây Ba Lô đề thám Phạm Ngũ Lão Bùi Viện nè. Đó, đây là đường đề thám cái gì? Quận 1. Đây là phường Phạm Ngũ Lão. Đây là phố đi bộ Bùi Viện. Thank you.
ban ngày nó vắng hơn cái gì ha, ban đêm nó đông hơn. Xe điện nhỏ xíu rồi, phải qua đây là đường Nguyễn Cư Trinh hay gì. Đình Xu à, bên phải là văn phòng của Bộ Công an khu vực phía Nam. Ngày xưa là tổng nha cảnh sát cái gì. Còn đây là đường Nguyễn Trãi, ngày xưa là đường Võ Tánh khu quận 1 rồi. Phía trước là ngã tư với đường Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa là đường Cộng Hòa. Rồi, bên phải đây là hướng về trường Birutsky vậy, hướng về ngã 6 Cộng Hòa. Sư Phạm. Đây là đường An Dương Dương cái gì? Xéo qua trái đây là trường Đại học Sài Gòn, ngày xưa là trường Bác Ái. À, hàng cây cổ thụ vẫn còn nguyên đẹp cái gì ha. Đây có Lexus 460. Bên phải là đường Trần Bình Trọng cái gì.
Audi cửa mở. Đây góc đường với Quỳnh Mẫn Đạt. Ok, thank you. See you quý vị, hẹn gặp lại nha. Bye bye.